Vâng, và chào mừng toàn thể tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của siêu thị xe tải An Sương. Và mình là Tuấn Kiệt. Thì đứng cạnh bên mình đang là cái dòng sản phẩm mà vô cùng là đang là được nhiều khách hàng tín nhiệm và đầu tư trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm đến từ Nga, đó là Gatvan. Thì đối với cái dòng sản phẩm mà đứng kế bên mình ngày hôm nay đó, có một cái màu sắc tương đối là nổi bật với màu xanh. Đây thì thuộc cái đơn vị mà chuyên cung cấp cái máy tập dụng cụ thể thao, đã đầu tư và tín nhiệm bên mình. Thì đến với mà cái con xe này á, hầu như là mình đã có vài cái bài đánh giá trên kênh YouTube của siêu thị xe tải An Sương rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ không nói chi tiết quá về cái con xe này nữa, mà mình sẽ công bố về cái mức giá mà hiện tại con Gatvan này nó đang hỗ trợ sau khi mà thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 10 trở lại hoạt động một số cái dịch vụ đó. Thì vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế đó, đối với sản phẩm mà đời năm 2021 như thế này, vẫn là cái cụm đèn halogen to bản như thế và lưới tản nhiệt, kèm theo đó là cái logo con linh dương, logo khẳng định thương hiệu của Gat. Và bước sang bên hông á, thì các bạn cũng có thể thấy là một cái màu xanh rất là đẹp, và với cái logo đề can khẳng định cái thương hiệu cho những cái đơn vị mà tham gia đầu tư sản phẩm Gat ở công ty bên mình. Thì đối với dòng sản phẩm này á, đang là cấu hình là 3 chỗ và phiên bản là phiên bản thùng ngắn nha các bạn. Để mình mở cửa thùng cho các bạn xem. Thì đối với cái bản thùng ngắn này á, là nó đáp ứng hầu như là rất là nhiều cái nhu cầu mà vận chuyển hàng hóa vào trong thành phố của quý khách hàng. Bởi vì sao? Đối với cái kích thước mà chiều dài của con xe này á, nó ngắn hơn so với bản dài. Chính vì điều đó là cái việc mà di chuyển trong nội ô thành phố á, nó trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn so với cái con van gas 3 chỗ thùng dài. Thì cái khoang hàng của con này á, đối với kích thước lọt lòng mà chiều dài á, nó rơi vào khoảng là sắp xỉ 3m1, và chiều rộng á là 1m83, và chiều cao á là sắp xỉ 1m95. Và bây giờ mình sẽ mở cái cửa bên hông của con van gas 3 chỗ thùng ngắn này ra. Thì đây là bên trong cái khoang mà đi từ phía bên hông của xe đó. Bây giờ mình sẽ lên xe luôn nha. Thì cái khoang hàng như thế này á, thì với kích thước khoang hàng nếu mà tính về thể tích á, thì nó được 11 khối. Và như các bạn cũng có thể thấy là nhà máy Gat đã bố trí cho cái khoang hàng của con Gat này á, là một số cái móc để chúng ta có thể là móc dây vào để có thể luồn cố định cái thiết bị, cái hàng hóa mà chúng ta bố trí trên cái khoang hàng này. Thì bởi vì Gat định vị đây là cái dòng sản phẩm mà chuyên để vận chuyển hàng hóa trong nội thành á, nên hầu như là các thiết kế á, nó đều mang tính là phục vụ cho việc chở hàng cho khách hàng rất là cao đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái khoang nội thất của cái con Gatvan 3 chỗ đời 2021 này, thì xem nó có những cái cải tiến gì nó phát triển hơn. Thì mời các bạn qua đây. Thì hầu như là Gatvan mà đời 2021 á, so với các đời trước á, thì không có gì thay đổi phần lớn về cái nội thất cả. Cái điểm mà có thể là chú ý á, nếu mà các feedback của khách hàng, các phản hồi của khách hàng về đối với công ty mình á, là về cái màn hình nè. Thì ở cái những cái đời trước á, thì cái màn hình này á, chúng ta thay vì mà như bây giờ là một nút bấm là tắt, một nút bấm là mở. Thì các sản phẩm đời trước á, thì muốn tắt, muốn mở cái màn hình này á, phải đè vào đây khoảng 10 đến 15 giây thì màn hình mới tắt. Trường hợp nhiều khách hàng khi sử dụng sản phẩm á, thì chạy xe rồi, tới nơi rồi đậu và tắt chìa khóa nhưng không tắt màn hình, thì ảnh hưởng đến cái nguồn điện của xe, nó hết bình và hôm sau thì khách hàng đề lại nó không lên, phải câu bình, đấu bình trực tiếp nó mới hoạt động lại. Nó nên nhà máy Gat đã lắng nghe và đã cải thiện. Thì bây giờ là màn hình là một nút bấm thôi, bấm và tắt. Đó. Ngoài ra thì vẫn giữ nguyên một số cái tính năng mà hầu như là các xe hiện đại ngày nay đều có. Ví dụ như là hệ thống trợ lực phanh là ABS, đó, chống bó cứng phanh,
hệ thống kiểm soát chân ga là cruise control, và gương đều chỉnh điện, vẫn là chỉnh điện về kính chiếu hậu nè. Đó, lên xuống về kính lái. Đây. Ngoài ra thì không có gì thay đổi. Và cái điểm đặc biệt nữa của cái con gas van này á, và các dòng sản phẩm gas á, là sử dụng khối động cơ dầu Cummins. Thì cái khối động cơ dầu này á, được đánh giá là cao về cái khả năng mà tiết kiệm nhiên liệu. Thì nhà máy gas công bố đối với cái sản phẩm này á, và cái phản ánh của người tiêu dùng á, khách hàng á, về cái sản phẩm này á, là cái khối động cơ này tiết kiệm nhiên liệu đâu đó là khoảng 8,5 đến 9 lít cho 100 km vận hành thôi. Và cái nhược điểm một tí á, của về cái sản phẩm này á, là về cái tiếng ồn của động cơ. Thì nói nhược điểm nhưng không phải là nhược điểm, bởi vì đó là cái đặc điểm của cái động cơ rồi. Đối với tất cả các động cơ Cummins nó đều vậy các bạn ạ. Nó đều có hơi tiếng ồn một tí so với các động cơ khác trên thị trường. Đó. Thì cái điều này cũng không đáng là quan ngại đối với cái sản phẩm đâu. Và cái điểm đặc điểm ưu điểm nữa mình muốn giới thiệu đến khách hàng là nó nằm ở bên ngoài nè, mình sẽ cho các bạn xem. Là sau một cái quá trình mà trải nghiệm thực tế của mình đối với dòng sản phẩm này, thì mình cũng đã trải nghiệm thực tế là mình chạy rất nhiều rồi, và mình sẽ rút được cái kinh nghiệm và cái ưu điểm mà muốn giới thiệu đến các bạn là ở cái khung gầm của cái động cơ, khung gầm của cái con xe này. Nhà máy GAT á, thì tự tin đảm bảo cho quý khách hàng, và ô tô Ân Sương đảm bảo cho quý khách hàng là bảo hành khung gầm lên đến 8 năm. Ở hệ thống treo phía sau nè, chúng ta có thể thấy là hệ thống treo phụ thuộc, đó là sử dụng nhíp giảm chấn. Đó, nhíp thì cái việc nhíp của Nga nó sẽ khác so với các nhíp của các hãng khác các bạn. Bởi vì sao? Cái độ đàn hồi nó rất là tốt, và cái độ dẻo nó cực kỳ bền. Đó, về việc mà đi qua những cái cung đường mà khó khăn á, là không thành vấn đề đối với cái sản phẩm gas này. Và cái hệ thống treo phía trước á, là sử dụng hệ thống treo độc lập với cái phục giảm chấn thủy lực, là cái hệ thống treo nè. Đây là nói về cái từ mà dân trong nghề hay sử dụng á, là giò gà. Đó, các bạn có thể thấy là cái giò gà rất là to. Đó, và bởi vậy là cái độ giảm chấn nó là rất là tối đa. Đó là hệ thống treo khung gầm của con xe này. Thì nói về chính sách bảo hành về động cơ cũng như là tất cả mọi thứ còn lại á, là bảo hành 3 năm. Thì cái mức giá mà hiện tại công ty của bên mình đang hỗ trợ trong mùa dịch như thế này á, đối với cái dòng sản phẩm mà GAT Van đời 2021 thùng ngắn phiên bản như thế này trước mặt tất cả quý khách hàng, với mức giá công bố là 555 triệu chưa giấy tờ. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu tham khảo về giá lăn bánh á, thì có thể là comment bên dưới, hoặc là liên hệ ngay cái hotline của mình là 0938400239 để được tư vấn. Và tổng kết lại cái video á, mình cũng xin đóng góp lại một số cái đúc kết lại một số ý kiến để cho khách hàng có thể nắm thêm. Là cái thứ nhất á, là cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa của con xe này là đáp ứng mọi điều kiện, là về di chuyển trong thành phố 24 giờ, đó là ưu điểm thứ nhất. Và ưu điểm thứ hai là về chi phí vận hành là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đối với cái khối động cơ dầu Cummins, là chỉ 8,5 đến 9 lít trong 100 km. Và đối với các dòng xe nhập khẩu từ Nga như thế này á, thì chính sách hỗ trợ ngân hàng lên đến 85% so với các dòng xe khác trên thị trường. Đó là ba cái ưu điểm mà mình thấy rất là tuyệt vời đối với cái dòng xe Van GAT này, để đáng để các bạn có thể tham khảo và đầu tư. Thì video giới thiệu cũng tương đối là dài rồi. Nếu mà các bạn có thể là xem chi tiết hơn á, thì vào cái trang YouTube của kênh siêu thị xe tải Ân Sương và xem chi tiết hơn về cái video mà mình review trước đó. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Nếu mà video này hay á, thì có thể để lại like, share và nhấn nút đăng ký để có thể là xem những video tiếp theo của kênh siêu thị xe tải Ân Sương. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.